thì việc sử dụng tài liệu photocopy thì nếu như mà bắt đắc dĩ quá thì mình mới nên dùng thôi. Nhưng mà nếu như mình có điều kiện về kinh tế, mình có khả năng thì mình nên sử dụng tài liệu gốc. Sự sáng tạo, thời gian, tiền bạc của người ta đổ vào hết để người ta làm. Nhưng mà các bạn lại sử dụng cuốn tài liệu photo cần lắm thì mình nghĩ là nên đi mượn về, chứ đừng sử dụng tài liệu photocopy. Thì như chúng ta đều biết là tài liệu photo thì rất là phổ biến và chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm. Thứ hai là nó rẻ và phù hợp với túi tiền của sinh viên. Tuy nhiên nó cũng sẽ có một vài mặt tiêu cực, đó chính là các tài liệu photo nó sẽ tràn lan trên thị trường và nó sẽ làm mất đi giá trị của tài liệu gốc. Nó vừa làm ảnh hưởng tới công sức của tác giả. Và về việc mà sử dụng tài liệu copy thì nó lại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo mình nghĩ là luật sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng. Nhưng mà mình mới chỉ nghe gần đây thôi chứ chưa thực sự là được tìm hiểu kỹ về nó. Cảm nhận là luật sở hữu trí tuệ là rất là quan trọng nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu sâu về nó, cho nên mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về luật sở hữu trí tuệ. Mình vô cùng đồng ý, vì thế là mình sẽ được là bổ sung thêm là kiến thức về luật sở hữu trí tuệ. Tôi sẵn sàng để thu những cái kiến thức về nó để phát triển như là mở rộng ra. Đoạn phóng sự ngắn vừa rồi đã đưa ra một cái nhìn tổng quan và hướng sự quan tâm của chúng ta đối với một vấn đề có tính chi phối trong các hoạt động giáo dục nói chung, trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học nói riêng tại môi trường học đường, đó là vấn đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ. Được ban hành vào năm 2005 và trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, đến nay luật sở hữu trí tuệ đã và đang có tính chi phối mạnh mẽ đối với các vấn đề đời sống xã hội. Điều này chứng tỏ tầm nhìn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu các sản phẩm trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ tạo nên một hệ thống pháp lý vững chắc nhằm cung cấp cho các chủ thể của các sản phẩm trí tuệ các phương án và giữ quyền tự chủ đối với các thành quả lao động cũng như là sản phẩm trí tuệ. Trên cơ sở nắm bắt được vai trò to lớn của luật sở hữu trí tuệ đối với các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và xây dựng ý tưởng của đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Đại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm về luật sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan với chủ đề định hướng sáng tạo làm chủ ý tưởng, với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản, hình thành sự tôn trọng đối với luật sở hữu trí tuệ và loại bỏ những hành vi xâm phạm luật này trong môi trường học đường. Và tôi, Ngọc Mai sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi tọa đàm định hướng sáng tạo làm chủ ý tưởng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng ta rất là vinh hạnh được đón tiếp hai vị khách mời rất đặc biệt, đó là những cố vấn, những chuyên gia có lĩnh vực chuyên môn đối với quyền sở hữu trí tuệ. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thái Cường, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC và chào quý vị. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Nguyễn Thành Vinh, giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Mai và chào quý vị khán giả. Rất là cảm ơn sự đồng ý tham gia chương trình của hai thầy để có thể chia sẻ đối với các bạn sinh viên về chủ đề định hướng sáng tạo và làm chủ ý tưởng ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của chương trình xin được gửi đến thầy Thái Cường ạ. Thầy ơi, để mà hành động cho đúng thì đầu tiên là chúng ta phải có hiểu biết chính xác. Vậy thì không biết là thầy có những cái chia sẻ ngắn gọn nào cho các bạn sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiểu đúng hơn về luật sở hữu trí tuệ và luật này được áp dụng ở những lĩnh vực cụ thể nào được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC. Thì luật sở hữu trí tuệ là một luật rất là quan trọng. Ở đây chúng ta có luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và 2019. Và hiện tại chúng ta cũng đang có cái dự thảo sửa đổi. Như vậy thì luật sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng trong những cái lĩnh vực nào? Đó là những lĩnh vực chúng ta sẽ chia làm 3 cái phần chính. Đầu tiên đó là quyền tác giả và quyền liên quan. Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, những chương trình truyền hình, tín hiệu vệ tinh. Cái thứ hai đó là quyền sở hữu công nghiệp. Đó là sáng chế, đó là nhãn hiệu, giải pháp hữu ích. Và tất cả những đối tượng liên quan tới cái thiết kế bố trí mà tích hợp bán dẫn, chỉ dẫn, địa lý, tên thương mại. Và cái cuối cùng đó là cái pháp luật về quyền giống cây trồng.
Như vậy thì luật sở hữu trí tuệ sẽ cover một cách rất là rộng tất cả những lĩnh vực, tất cả những cái sáng tạo của chúng ta. Và cái này thì chúng ta xuất phát từ những cái quyết định của Hội đồng Bộ trưởng năm 1982 sau khi đất nước ta giành được độc lập. Như vậy thì là một cái quá trình phát triển rất là lâu dài và bao gồm rất là nhiều lĩnh vực ở trong này. Cảm ơn những cái phần chia sẻ rất là ngắn gọn nhưng mà đánh trúng vào trọng tâm để cung cấp cái hiểu biết nền cho các bạn sinh viên về luật sở hữu trí tuệ. Em xin phép được hỏi thêm thầy là việc xâm phạm luật sở hữu trí tuệ hiện nay thì thường được chia thành hai nhóm dựa trên bản chất của hành vi. Một mặt xuất phát từ sự cố ý xâm phạm, mặt khác là xuất phát từ sự vô ý của đối tượng. Thì hiện nay trong cái bối cảnh của chúng ta thì cái hành vi nào là phổ biến hơn thưa thầy? Hiện tại thì lúc trước thì chúng ta luôn nói là chúng ta đang là nước đang phát triển. Mặc dù là chúng ta đã gia nhập những công ước bên năm 2004, đó là một cái công ước về bảo vệ quyền tác giả. Sau đó những hiệp định như hiệp định Rome, hiệp định TRIPS, sau này là những cái chuẩn cao hơn, đó là những cái EVFTA, những cái CPTPP, thì đều có những cái quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ hết. Đây là một nội dung rất là quan trọng. Và đối với hành vi xâm phạm thì chúng ta nói với nhau đó là hành vi cố ý và hành vi vô ý. Thì cách đây 10 năm thì chúng ta nói là vô ý nhiều hơn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cái hành vi cố ý hoặc là cố tình không biết thì nó sẽ chiếm cái tỷ trọng nhiều hơn. Tại vì thời điểm này chúng ta đã có nhiều cái kênh thông tin để chúng ta có thể tiếp cận cái luật sở hữu trí tuệ. Thì như vậy thì không có cái lý do nào để chúng ta nói rằng là chúng ta không còn biết những cái quy định về quyền tác giả, những quy định về sao chép, trích dẫn, những quy định về nghiên cứu khoa học và những nhóm đối tượng khác liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ này. Thì như vậy thì nó sẽ nằm đan xen giữa hai cái hành vi cố ý và vô ý như vậy. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã được nghe chia sẻ những cái thông tin cơ bản về luật sở hữu trí tuệ cũng như là những cái nhóm hành vi mà chúng ta đã cố ý hoặc vô ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đời sống học đường sinh viên hiện nay. Thì câu hỏi tiếp theo em xin được phép đặt cho thầy Vinh ạ. Đặt trong một bối cảnh của trường đại học thì chúng ta không có khó để mà bắt gặp hình ảnh là các bạn sinh viên vì cái nhu cầu chủ quan là thích sử dụng một cái sản phẩm giá rẻ thì các bạn lựa chọn việc sử dụng sách tài liệu photocopy thay vì mua sách gốc và sách có bản quyền. Vậy thì với góc nhìn của một giảng viên và cũng là một nhà nghiên cứu thì thầy có những cái suy nghĩ như thế nào về cái hành động này của các bạn sinh viên ạ? Xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của MC. Thì cái hành động này của các bạn sinh viên có thể là nhìn nhận với hai khía cạnh khác nhau. Khía cạnh từ các bạn thì chúng ta có thể thấy là các bạn sẽ chọn cái cách nào mà nó dễ nhất để các bạn tiến hành. Ngay cả khi mà chúng tôi còn là sinh viên thì chúng tôi cũng cố gắng làm như vậy. Tức là chúng tôi cũng cố gắng tìm những cái cuốn sách gốc đến hết mức có thể. Nhưng trong một số trường hợp là chúng ta không thể có được sách gốc thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải photocopy. Và chúng ta có thể thấy được là cái việc mà học sách gốc nó có tác dụng hơn rất là nhiều, bởi vì cái chất lượng sách nó rất là khác. Và thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy được là cái giá thành giữa sách gốc và giá thành giữa sách photocopy nó chênh lệch nhau không quá lớn, đúng không ạ? Cái thứ hai, nếu mà ta xem xét dưới cái khía cạnh của nhà xuất bản và khía cạnh của tác giả, và bây giờ tôi là một trong những thành viên mà bắt đầu tham gia vào biên soạn sách, kể cả sách giáo khoa và giáo trình, thì tôi thấy là cái công sức mà tác giả bỏ vào nó quá lớn đi, và cái công sức mà biên tập của nhà xuất bản cũng quá lớn. Cho nên một cách văn minh thì chúng tôi khuyến khích các bạn học sinh, các bạn sinh viên là sử dụng sách chính thống, được mà, để chúng ta tôn trọng cái quyền tác giả của cái người viết sách, tôn trọng cái tâm huyết của cái người viết sách, người ta bỏ ra để người ta chia sẻ những cái kiến thức cho chúng ta, được mà. Và khi mà tôi tiến hành dạy trong những năm gần đây thì tôi thấy là một tín hiệu rất là đáng mừng là khi mà chúng tôi giới thiệu những cái cuốn sách thì các bạn cố gắng hết mức có thể để các bạn mua những cuốn sách đó trên những cái trang mạng, được mà. Xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thầy Vinh. Thật ra là trong quá trình sinh viên thì cũng giống như thầy Vinh nói là các thầy trước đây hoặc là em trong quá trình sinh viên của mình thì cũng cố gắng là đi tìm cái bản gốc, đi tìm mua sách bản quyền hết sức có thể trước khi mà mình sẽ phải lựa chọn một cái cách khác là sử dụng sách photo đối với những cái sách mà mình đã quá cũ rồi, không thể tìm được bản gốc để mà tham gia sử dụng trong cái quá trình học của mình nữa. À, dạ cảm ơn chia sẻ của thầy Vinh. À, còn không biết là đối với lại cái góc nhìn của thầy Cường thì khi mà đặt cái hành vi đó trong cái việc chúng ta đang thực hiện luật sở hữu trí tuệ thì hành vi sử dụng sách photocopy nó có là một cái hành vi vi phạm pháp luật không ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của MC. Thì hành vi sử dụng sách photo đây là một hành vi xâm phạm. Đó là được quy định tại điều 28 của luật sở hữu trí tuệ. Đó là cái hành vi mà sử dụng những cái tác phẩm của người khác mà không xin phép và không trả tiền thù lao. Thì đây chúng ta thấy là nó xâm phạm tới hai cái quyền, đó là quyền tác giả, đó là quyền nhân thân và cái quyền về tài sản. Thì đây là một hành vi xâm phạm và có thể nói là nghiêm trọng. Trên thực tế thì cũng có rất là nhiều cái trường hợp các trường đã đưa ra xử lý những cái vấn đề này, vấn đề sinh viên photo sách giáo trình. Thì cái chế tài đó là nặng nhất là buộc thôi học và nhẹ hơn đó là cảnh cáo và khiển trách đó. Và hiện tại thì các trường cũng đang dần đi theo cái xu hướng là chúng ta sẽ siết chặt những cái quy định về quyền tác giả hiện nay và trong tương lai. Dạ, em xin phép hỏi khó thầy Cường một tí là trong những trường hợp mà thầy Vinh cũng có đặt ra và bản thân em cũng đã từng trải nghiệm là chúng ta không thể tìm được cái bản gốc của cái tài liệu và giáo trình đó, thì để mà hành động một cách chính xác, đúng đắn và tôn trọng quyền tác giả thì chúng ta có thể sử dụng những cái hành động nào ạ? Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải sử dụng sách gốc rồi. Và cái nơi mà chúng ta sử dụng nhiều nhất ở đây, thì Vinh cũng là một người nghiên cứu ở nước ngoài, thì chúng ta thấy là thư viện. Như vậy thì thư viện phải cung cấp cho chúng ta nhiều cái copy, nhiều cái sách đủ để chúng ta nghiên cứu. Thì như vậy thì ở sinh viên ở những trường nước ngoài, ví dụ ở Nhật Bản chẳng hạn, ở châu Âu thì cái việc học trên thư viện là chính. Cho nên vì thế thư viện phải cố gắng nỗ lực tạo cái sự liên kết. Ví dụ như không có sách thì chúng ta có thể là inter university, inter loan gì đấy, chúng ta sẽ mượn sách để phục vụ sinh viên. Còn mà trường hợp mà chúng ta không tìm được nữa thì chúng ta hãy liên hệ với giảng viên của mình. Thì giảng viên chính là cái người mà sẽ chia sẻ cái quyền tiếp cận trong cái hạn chế. Tại vì trong luật sở hữu trí tuệ cần quy định những cái trường hợp gọi là những cái ngoại lệ được quy định điều 25. Đó là trường hợp sử dụng một bản nhằm mục đích nghiên cứu học. Như vậy những đối tượng như mình và thầy Vinh sẽ có thể là tiếp cận được một bản. Và có thể là một cái phần kiến thức nào đó thì chúng ta có thể là chia sẻ. Nhưng mà cũng với cái số lượng là giới hạn. Và cái số lượng giới hạn này thì được quy định tại công ước bên ở điều 9, đó là chúng ta sẽ sử dụng với một cái nguyên tắc là sử dụng hợp lý và áp dụng cái phương pháp ba bước thử. Chúng ta sẽ xem xét xem cái bản chất của cái quyển sách, sách vật lý hay là sách luật. Cái thứ hai là cái số lượng mà chúng ta sao chép là bao nhiêu phần trăm. Và cái thứ ba nữa là ảnh hưởng như thế nào đến cái thị trường. Và cái thứ tư là có xâm phạm đến cái quyền nhân thân, quyền tác giả hay không. Thì ở đây người ta gọi là cái phương pháp ba bước thử. Tóm lại thì lúc này sinh viên sẽ tìm đến thư viện. Thứ hai là sẽ nhờ đến người hướng dẫn trực tiếp của chúng ta. Và cái cuối cùng là như chúng ta vừa nói ở đây, thì chúng ta có thể là tiếp cận, nhưng mà chúng ta cũng nên hạn chế những trường hợp như vậy. Cảm ơn những cái chia sẻ sâu thêm của thầy để các bạn hiểu đúng và làm đúng hơn. Thầy có nhắc đến cái việc là chúng ta sẽ trích dẫn lại những cái tài liệu mà chúng ta đã sử dụng, thì liên quan đối đến với cái vấn đề tài liệu tham khảo đó thì luật sở hữu trí tuệ của mình có một cái quy định rõ ràng để mà giúp cho các bạn sinh viên thực hiện đúng để tôn trọng quyền tác giả và cái quyền sở hữu ý tưởng nghiên cứu trong các tài liệu tham khảo của mình không ạ? Cảm ơn hỏi MC. Thực ra trong cái học thuật thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái hành vi chính, đó là hành vi sao chép, tức là những cái quyền nhân thân, và cái thứ hai đó là hành vi trích dẫn. Và hành vi trích dẫn này thì cũng được chia làm nhiều loại. Ví dụ như chúng ta trích dẫn một ý tưởng thì chúng ta cũng phải trích dẫn rõ nguồn, và cái điều này được quy định cũng là điều 9 và điều 10 công ước bên và khoảng 2 điều 25 của luật sở hữu trí tuệ.
Tức là chúng ta được phép trích dẫn dùng để mục đích là bình luận, nhưng mà phải dẫn nguồn của tác giả, ghi tên của tác giả. Và nếu như chúng ta mà trích dẫn mà không ghi nguồn, ghi tên thì đó là một cái hành vi là hành vi chiếm đoạt tác phẩm của người khác. Như vậy thì câu hỏi đặt ra làm thế nào để trích dẫn cho đúng. Ví dụ như mình lấy một câu hỏi là: hôm nay tôi đến trường học sư phạm gặp bạn Mai MC sau nhiều năm rất là vui. Thì cái người kia sẽ sử dụng lại ý đó: sau bao nhiêu năm tôi cảm thấy rất là vui khi được đến trường học sư phạm, bầu trời rất đẹp và gặp được bạn Mai. Thì như vậy họ gọi là cái dùng cái thuật ngữ là trong dân gian ta gọi là xào, quật đinh nữa là rephrasing cái câu lại. Như vậy trong cái trường hợp đó là trích dẫn ý thì chúng ta cũng phải là thực hiện cái nghĩa vụ là footnote. Cái thứ hai tức là trích dẫn dùng trong dấu ngoặc kép, thì cái đó là trích dẫn original text, chúng ta cũng phải ghi nguồn như thế nào. Và cái điều cuối cùng thì chúng ta hãy xem cái quy định trong nó rõ ràng nhất, đó là cái quy định hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ và cái báo cáo thực tập. Thì mỗi trường họ sẽ có một cái reference nó rất là khác nhau. Có những trường thì áp dụng của hệ thống Harvard hay là Cambridge hay là học sư phạm, đại học luật và những trường khác. Thì như vậy người ta sẽ có những quy chuẩn chung. Như vậy thì ngay từ đầu năm học thì các bạn sinh viên nên nắm được cái quy cách trích dẫn như thế nào. Tên tác giả, năm, tựa đề, nhà xuất bản và cái số trang. Và tất cả những điều này phải phù hợp vào cái cơ sở của mình đang học cho nó phù hợp. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy Thái Cường ạ. Đây là một cái hành vi mà Ngọc Mai nghĩ rằng là các bạn sẽ thường vô ý là phải, đó là chúng ta sẽ trích dẫn mà một cách trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng mà không đáp ứng quy chuẩn và sẽ trở thành một cái hành vi là đạo văn. Vì thế chúng ta hãy tập trung, cố gắng dành thời gian để nghiên cứu và sử dụng cho đúng đắn hơn trong những cái hành vi trích dẫn tài liệu tham khảo về sau. Một câu hỏi tiếp theo em xin được quay trở lại với thầy Vinh ạ. Chúng ta thường nói nhiều đến với hoạt động nghiên cứu khoa học là một cái hoạt động mà sinh viên thường được khuyến khích làm ở trong bậc đại học của mình để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân để phục vụ cho cái công việc về sau. Thì xuyên suốt trong cái quá trình nghiên cứu thì không ít cái trường hợp là vì lợi ích chủ quan mà các cá nhân đã xâm phạm, sao chép và đánh cắp ý tưởng từ những cá nhân khác. Thậm chí là việc đánh cắp ý tưởng này xảy ra giữa các tác giả trong cùng một nhóm nghiên cứu. Với kinh nghiệm là người có nhiều năm hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học, thì không biết là thầy có thể chia sẻ rõ thêm về cái góc nhìn về sự nghiêm trọng cũng như là cái những cái giải pháp mà chúng ta có thể thực hiện để giảm thiểu đi cái việc đánh cắp và sao chép ý tưởng này của các bạn sinh viên được không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Mai, câu hỏi rất là thú vị. Thì đầu tiên á, mình khẳng định một điều là bạn đang hỏi về ý tưởng, mà theo mình biết là ý tưởng không được bảo hộ, đúng không ạ? Không biết đúng không thưa thầy Cường? Đúng. Ý tưởng không được bảo hộ, thành thử ra cái việc mà đánh cắp ý tưởng rất là khó để mà chúng ta có thể xem xét là đúng hay là sai, có hay là không. Như vậy nó phải xuất phát từ một cái vấn đề, đó là cái sự tự trọng trong khoa học. Và cái sự tự trọng trong khoa học đó phải được giảng dạy, phải được bồi dưỡng cho các bạn sinh viên ngay từ khi các bạn là năm nhất cơ. Và chúng ta hiện tại thì trường Đại học Sư phạm đã có một cái môn là phương pháp nghiên cứu khoa học. Thì tôi rất là hy vọng, và bản thân tôi khi dạy cái môn này là ngay đầu tiên tôi phải bồi dưỡng cái tự trọng khoa học. Ta không đánh cắp ý tưởng của người khác. Cái việc đánh cắp ý tưởng nó diễn ra hàng ngày. Và nó diễn ra không chỉ ở môi trường Việt Nam đâu, mà ngay cả môi trường học thuật quốc tế nó cũng diễn ra nữa. Tôi lấy ví dụ là tôi có một đồng nghiệp đi báo cáo một cái kết quả nghiên cứu ở một cái hội nghị. Thì hội nghị thì không đăng proceeding, thì nó chỉ là một cái ý tưởng, một cái poster chỉ là ý tưởng thôi. Thì sau 2 tháng có một bài báo khoa học hoàn toàn tương tự như vậy, và họ làm hoàn chỉnh. Và khi đó họ đã làm ra đến sản phẩm, thì đó chính là tác quyền của họ, chứ không còn là tác quyền của nhóm nghiên cứu bên đây nữa. Và do đó là mọi người đều biết, ồ, giáo sư đó sẽ bị đánh giá là một giáo sư không có tự trọng về mặt khoa học. Nó liên quan đến đạo đức và liên quan tới tự trọng của con người nhiều hơn. Xin hết ạ. Đó là những cái chia sẻ của thầy về cái góc độ là chúng ta sẽ cần phải nâng cao cái ý thức
về tự trọng trong khoa học dành cho các bạn sinh viên. Còn nếu như mà chúng ta nói nhiều hơn về cái mức độ nghiêm trọng khi mà những cái hành vi đó nó vẫn cứ liên tiếp xảy ra, thì nó sẽ dẫn đến một cái viễn cảnh nào trong tương lai đối với cái việc nghiên cứu khoa học của sinh viên và cái sự phát triển khoa học nói chung ạ? Xin thưa là bất cứ một lĩnh vực nào thì cái việc đánh cắp là không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Cả cái đánh cắp hữu hình như là vật chất hoặc là vô hình như là ý tưởng đó. Cho nên là chắc chắn một điều, nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Nếu các bạn cứ tiếp tục đánh cắp ý tưởng như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ làm ra được cái gì mới. Chúng ta đang hội nhập sáng tạo trong 6 cái thang đánh giá về tư duy của Bloom, thì cái thang cao nhất, cái mức độ đánh giá cao nhất, nhận thức cao nhất phải là mức độ sáng tạo. Mà để sáng tạo được thì các bạn phải có cái nền, các bạn phải có năng lực, các bạn phải có phẩm chất. Trong phẩm chất đó nó phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Nó phải có trung thực. Thì tự động các bạn sẽ làm cho khoa học phát triển hơn khi mà các bạn hạn chế đến mức tối đa cái việc đánh cắp ý tưởng của người khác. Và bản thân tôi là một người tham gia vào khoa học cơ bản, tôi cũng đã hướng dẫn được khá là nhiều học viên cao học, và hiện tại cũng đang hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng như đang hướng dẫn các bạn sinh viên. Thì tôi vẫn là cái người điều phối sao cho các bạn ngay trong nhóm các bạn không được đánh cắp ý tưởng của nhau, bằng cách rất đơn giản, các bạn phải báo cáo tiến độ làm việc của các bạn hàng tuần. Thì qua hàng tuần đó các bạn báo cáo là tôi sẽ biết từ các bạn làm việc tới đâu rồi. Và sau đó tự nhiên sau một ngày nào đó bạn A đưa ra một cái kết quả hay ơi là hay của bạn B là mình biết liền, mình sẽ xử lý ngay lập tức liền, và tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa chuyện đó trong ít nhất là trong nhóm nghiên cứu của mình. Dạ, em xin phép được hỏi thêm thầy Vinh một ý này ạ. Thầy đã chia sẻ những cái sự nghiêm trọng của cái việc mà khi mà các bạn sinh viên mà cứ có một cái tinh thần, một cái ý định là mình sẽ đi sao chép và đánh cắp ý tưởng của người khác thì sẽ khó có một cái kết quả tốt trong cái công trình nghiên cứu của bản thân mình. Vậy thì đứng ở góc độ là một người sinh viên thực hiện các cái công trình nghiên cứu, thì thầy có cái lời nhắn nhủ chia sẻ gì với các bạn để các bạn có thể bảo đảm an toàn cho cái ý tưởng của mình được phát triển và hỗ trợ hơn về sau không ạ? Ok, một câu hỏi rất là hay. Thì như chúng ta đã thấy là từ cái ý tưởng đó mà đi đến một cái kết quả thực sự, cái kết quả thực sự này có thể là một sản phẩm ứng dụng, cũng có thể là một sản phẩm về mặt khoa học dưới dạng là bài báo khoa học, là nó rất xa. Và các bạn sinh viên sẽ rất là vất vả và khó khăn để mà đi từ ý tưởng trong đầu mà đến được cái sản phẩm thực tế. Cho nên cái lời khuyên của tôi, thường là tôi khuyên cho cả sinh viên năm nhất, là các bạn hãy tìm đến một giáo viên, giảng viên hướng dẫn đầy đủ kinh nghiệm và có đủ phẩm chất, cái năng lực để mà hỗ trợ các bạn. Hoặc là các bạn có thể tìm đến được những cái địa chỉ mà uy tín như là trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp. Thì trung tâm sẽ là đầu mối để giúp cho các bạn kết nối với lại những giảng viên có uy tín. Cái việc mà giảng viên ăn cắp ý tưởng của sinh viên là có, chứ không phải là không có, nhưng nó là một trường hợp rất là thiểu số. Bởi vì những giảng viên như vậy sẽ không bao giờ phát triển đi xa được về mặt khoa học, và con đường khoa học của họ sẽ đi vào bế tắc. Khi mà họ bị phát hiện ra là chắc chắn một điều là họ sẽ đi vào bế tắc thôi. Cho nên là những giảng viên mà đàng hoàng, tử tế, họ sẽ hỗ trợ hết mức, họ sẽ giúp cho sinh viên phát triển cái ý tưởng đó để tạo ra sản phẩm cụ thể và bảo hộ cái ý tưởng đó cho sinh viên. Tôi tin chắc là như vậy. Dạ em cảm ơn những cái chia sẻ của thầy Vinh. Góc độ này thì chắc là mình sẽ tham khảo thêm ý kiến của thầy Cường về, nếu mà chúng ta xét về góc độ pháp lý thì nếu như ý tưởng không được bảo hộ, vậy thì hiện tại cái cơ chế pháp lý của chúng ta đang có những cái dự thảo hay là những cái đề xuất nào trong tương lai để hỗ trợ cho các tác giả trong cái quyền bảo hộ cái ý tưởng của họ để đảm bảo được cái công trình sản phẩm khoa học về sau này? Đầu tiên thì cảm ơn câu hỏi của MC. Cảm ơn câu hỏi của thầy Vinh, rất là câu trả lời rất là cụ thể. Như vậy thì trong cái việc bảo hộ ý tưởng này, luật sở hữu trí tuệ không có quy định. Ở điều 6 người ta chỉ quy định là tác phẩm được bảo hộ khi được hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định. Chấm hết. Không có bảo hộ ý tưởng. Tuy nhiên thì trên thực tế thì chúng ta thấy là gì? Những ý tưởng này sẽ được cụ thể hóa thành những cái bài báo nè, bài nghiên cứu khoa học nè,
đó, rồi những cái luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, và tiêu biểu là những cái công trình nghiên cứu học nữa. Như vậy thì những cái dạng như vậy cũng đã được thành hình và được bảo hộ một cách tự động. Trên thực tế thì cũng có nhiều cái tranh chấp liên quan tới cái việc xung đột với ý tưởng này. Tôi lấy một cái ví dụ, đó là một cái bản án liên quan tới cái đề án thành lập chợ đêm Bến Thành ấy. Nếu mà thầy Vinh mà mai có đi xung quanh chợ Bến Thành ấy, chúng ta thấy là cái mô hình ấy, thì đây cũng là một cái đề án, và cái đề án này cũng bị gọi là xung đột về một người người ta đề xuất lên đó, và đó, sau đó thì ủy ban duyệt đó. Thì xung quanh vấn đề này chúng ta thấy là gì, một ý tưởng khi thành một cái đề án, và cái đề án này cũng là một cái đối tượng bảo hộ cái quyền tác giả này. Như vậy thì pháp luật sẽ có những cơ chế như thế nào để bảo hộ cái những cái ý tưởng? Thì chúng ta thấy là đầu tiên ý tưởng phải được hình thành dưới một cái dạng gọi là những cái đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Nó có thể là những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, những bản ghi âm, ghi hình, hoặc là những cái đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, thì như vậy chúng ta sẽ bảo hộ. Như vậy thì vấn đề đặt ra đó là sinh viên phải biến ý tưởng này thành một cái project, một cái đề án cụ thể, chứ đừng có giữ ý tưởng rồi đem đi trao đổi gọi là lung tung, rồi sau đó người ta lại stolen nữa, đó lại la làng lên là tại sao mình lại như vậy. Thì có thể là mình sẽ định hình cho nó một cách chính xác trước khi chúng ta thực hiện cái thủ tục đó là công bố. Như vậy. Vậy là các bạn sinh viên thân mến, chúng ta hãy cố gắng cụ thể hóa và hiện thực hóa những cái ý tưởng thành những cái sản phẩm có tính quy mô từ nhỏ đến lớn, để mà phù hợp hơn trong cái việc bảo vệ và phát triển cái sản phẩm của mình trong tương lai. Dạ, thì chúng ta đã có những cái ví dụ rất là cụ thể và trực quan về các cái vấn đề sở hữu trí tuệ và luật sở hữu trí tuệ đối với các cái sản phẩm công trình nghiên cứu tại Việt Nam. Thì em được biết là cả thầy Cường lẫn thầy Vinh đều có thời gian công tác và làm việc, thời gian làm việc tại nước ngoài. Thì các cái vấn đề đối với bản quyền và sở hữu trí tuệ ở các nước mà hai thầy đã có thời gian tham quan và học hỏi trao đổi, thì đối với họ, thì sinh viên của họ tiếp cận các cái vấn đề này như thế nào ạ? Thầy có thể chia sẻ thêm về cho các bạn sinh viên của chúng ta được biết ạ? Dạ, thì chắc là mình xin phép thầy Cường là mình cũng có một số trao đổi trước. Thì xin thưa các bạn sinh viên, thì tôi cũng có thời gian là đi học tập và làm việc ở nước ngoài khá là lâu á, và cũng làm việc ở khá là nhiều nước, khá nhiều đối tác. Thì tôi thấy như thế này nè, là khi mà sinh viên vào học ở đại học hoặc là sau đại học, thì ngay năm đầu tiên cái khóa học mà gần như bắt buộc là học về sở hữu trí tuệ. Họ được dạy rất bài bản về sở hữu trí tuệ, và trong suốt cái tiến trình học tập của họ, họ phải được các giáo sư hỗ trợ và giúp đỡ cho cái việc là làm đúng và chính xác theo cái luật sở hữu trí tuệ. Và tuy nhiên là chúng ta cũng không có tuyệt đối hóa quốc tế, bởi vì tôi thấy là theo cái khảo sát của giáo sư Donald McKell thực hiện trong 12 năm, thì thấy là cũng có một cái cơ số đáng kể là học sinh phổ thông, sinh viên, học viên cao học và thậm chí là nghiên cứu sinh, họ tự nhận là họ có vi phạm về sở hữu trí tuệ. Chứ không phải là chỉ có trong Việt Nam đâu không đâu, mà cả đây là một cái vấn đề của thế giới. Vậy thì cũng liên quan đến cái việc là photo hay không photo sách, thì tôi thấy là sinh viên các nước đó, khi mà họ học các cái học phần, cái nhiệm vụ của giảng viên là phải cung cấp cái học liệu sao cho mà đã có ở trên thư viện, đúng không ạ? Và trên thư viện các đầu sách đó, mỗi đầu sách nó phải có từ 3 đến thậm chí là những cái đầu sách mà phổ biến là phải có đến 10. Và sinh viên cứ việc lên trên đó mà lấy sách về học, có quyền mượn trong vòng 1 tháng. Và như vậy là đã giảm thiểu đến mức tối thiểu cái việc mà vi phạm sở hữu trí tuệ. Và rồi các sinh viên này nếu như mà họ tiếp tục phát triển nghề nghiệp để họ trở thành tiến sĩ, rồi họ trở thành giáo sư, phó giáo sư, thì vì họ đã được đào tạo rất cơ bản rồi, đào tạo rất bài bản rồi, thì họ phải biết giữ cái uy tín khoa học của họ, thì họ lại tiếp tục giúp đỡ những cái sinh viên tiếp theo nữa. Thì đó là cái quy trình mà người ta đã làm rất là lâu rồi, thưa thầy Cường với lại thưa chị Mai.
À, còn không biết là về góc độ của thầy Cường thì thầy đã có những cái trải nghiệm như thế nào ạ? À? À thì cũng giống như thầy Vinh. Thì thầy Vinh nói một ý rất là hay, đó là chúng ta phải đưa cái môn luật sở trí tuệ này là một cái môn bắt buộc. Mà hiện tại báo cáo với thầy Vinh là các trường đã làm rồi. Môn học bắt buộc. Và mình đang phụ trách cái môn này đó, hai tín chỉ đó. Nó nhiều lắm. Đối với quyền tác giả là chúng ta có cái thời lượng là gần hết một tín chỉ thôi. Chúng ta mới có thể nói hết là những cái vấn đề liên quan đến quyền tác giả. Nội cái vấn đề về cái hành vi sao chép trích dẫn thì con cũng có rất là nhiều cái thời lượng để nghiên cứu về cái này. À, cho nên là cái vấn đề đầu tiên là chúng ta thấy là chúng ta nên đưa cái vấn đề mà đào tạo cái môn luật sở hữu trí tuệ ngay từ những năm đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai nữa là một cái ý ngay từ đầu chương trình á, thầy Vinh có nói đó là cái cỡ respect á, cái tự trọng khoa học á, mà người ta còn gọi là cái ethical ethical conduct, tức liêm là những cái vấn đề liên quan tới liêm chính học thuật, những vấn đề người ta gọi là đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Thì báo cáo thầy Vinh luôn là hiện tại thì tôi cũng là cái thành viên trong cái hội đồng đạo đức, còn có một cái hội đồng đạo đức Ethical Council trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hay quá. Thì lúc này họ sẽ manage những cái vấn đề như vậy. Như vậy có sao chép không, có đạo văn không, có những hành vi khác không, thì cái council này sẽ lý giải những vấn đề đó. Như vậy chúng ta thấy là gì, sẽ có những vấn đề chúng ta được điều chỉnh với luật sở trí tuệ, nhưng mà sẽ có những vấn đề nó sẽ beyond cái vấn đề đó, thì chúng ta sẽ regulate by những cái ethical court. À, và như vậy thì những sinh viên nước ngoài hiểu rõ vấn đề này, hiểu rõ như thế nào là hành vi stolen, như vậy họ sẽ rất là honest trong cái nghiên cứu học, và từ đó thì cái hành vi xâm phạm nó sẽ bị ít hơn. Đó, như vậy. À, cảm ơn những chia sẻ của thầy Vinh cũng như là thầy Cường về các cái vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài. À, quay lại với Việt Nam của chúng ta một tí, thì thầy có nói là cái môn học sở hữu trí tuệ hiện nay đã được đưa vào giảng dạy ở chắc là một số trường đại học. Còn nếu như mà khi mà chúng ta biến cái môn đó trở thành một cái môn học dành cho sinh viên đại chúng, thì chúng ta nên tập trung vào những khía cạnh nào để mà cung cấp cái kiến thức cơ bản và cho các bạn hiểu đúng và làm đúng hơn về lĩnh vực này ạ? À, cảm ơn câu hỏi của MC. Thì cái môn luật sở hữu trí tuệ này thì hầu hết theo quan sát của tôi thì hầu hết các trường học lớn đều học hết. Môn học bắt buộc. Và kể cả những lớp cao học cũng là môn học bắt buộc. Học lại một lần nữa đấy. Đúng rồi. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta phải nên phát triển thành một môn học bắt buộc trong một trường. Ngoài ra thì trong các trường thì chúng ta còn có những cái trung tâm sở hữu trí tuệ và những cái quy chế. Và tôi cũng đã xây dựng rất là nhiều cái quy chế, nó gọi là quy chế quản trị tài sản trí tuệ. Ví dụ như công trình nghiên cứu học của sinh viên thì như vậy chủ sở hữu sẽ là ai? Giữa những nhóm đồng tác giả thì vấn đề phân chia những cái lợi ích của đồng tác giả sẽ như thế nào? Rồi những người gọi là visiting professor khi họ làm việc cho chúng ta những công trình nghiên cứu thì sẽ như thế nào? Tức là chúng ta phải xây dựng một cái khung pháp luật đủ hoàn chỉnh để quản lý tất cả những vấn đề về sở hữu trí tuệ này. Và chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhóm vấn đề giống như MC vừa nói, đó là lĩnh vực quyền tác giả, vấn đề lĩnh vực quyền liên quan đến quyền tác giả. Hiện tại thì báo cáo với thầy Vinh và chị Mai thì những cái streamer, YouTuber họ đã bị YouTube block tài khoản rất là nhiều. Rồi những cái bản ghi âm, ghi hình, những chương trình phát sóng đá bóng này kia thì vi phạm cũng rất là nhiều. Cho nên đây cũng là một cái hồi chuông để chúng ta có thể là tìm cách để cải thiện cái môi trường bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ trong cái môi trường đại học trong thời gian hiện tại, để bảo hộ tốt nhất ý tưởng chúng ta.
Cảm ơn những chia sẻ của thầy Cường. Thì quả là chúng ta thường thấy, mạng xã hội thường hay nhắc đến những cái hành vi vi phạm bản quyền đối với các cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật, mà chúng ta dường như là dễ dàng không có nhắc đến những cái vấn đề vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ đối với những cái công trình nghiên cứu mà nó là những cái mục tiêu mà các bạn sinh viên cần phải quan tâm trong thời gian học đại học của mình. Dạ, một câu hỏi cuối cùng để chúng ta chuyển đến phần kết thúc của talk show ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta đã có những cái góc nhìn tổng quan về những cái hành vi của các bạn sinh viên và cái bối cảnh của cái việc thực hiện luật sở hữu trí tuệ hiện nay, thì từ góc độ người nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ, thì không biết là thầy Thái Cường có những cái giải pháp nào về mặt hành động cụ thể dành cho các bên liên quan trong các cái lĩnh vực đối với luật sở hữu trí tuệ, như là đối với sinh viên, đối với góc độ là nhà trường và cũng như góc độ người thực hiện và ban hành pháp luật không ạ? Cảm ơn câu hỏi MC. Vấn đề này rất là hay. Thì trong cái tâm thế là chúng ta đang có bộ trưởng mới, bộ trưởng Kim Sơn, cũng là một nhà nghiên cứu về văn học và về chữ nôm. Và chúng ta thấy là gì? Cái vấn đề quyền tác giả này chúng ta sẽ kết hợp bởi nhiều phía. Về phía sinh viên thì chúng ta sẽ nâng cao ý thức của sinh viên. Giống như ý tưởng của thầy Vinh đó, là chúng ta sẽ tổ chức những khóa học, những buổi tọa đàm như thế này để làm sao mà phổ biến một cách rộng rãi nhất cái luật sở hữu trí tuệ đối với sinh viên, và xây dựng thành một cái ý thức nghiên cứu khoa học, một cái đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Đó là vấn đề nền tảng từ phía sinh viên. Phía thứ hai là từ phía nhà trường. Thì phía nhà trường thì sẽ có giảng viên và những nhà quản lý. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái động thái cứng rắn đối với những hành vi xâm phạm. Và chúng ta cũng phải thể hiện rõ cái ý tưởng của chúng ta trong việc xử lý hành vi xâm phạm. Và chúng ta sẽ thắt chặt, chúng ta sẽ đưa ra những cái quy chế và những cái điều luật, quy định nội bộ để xử lý những trường hợp như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ không xử lý đuổi học sinh viên, nhưng mà chúng ta có thể là cảnh cáo nhẹ lần một, lần hai gì đấy, để chúng ta hình thành dần cái việc quản lý này. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề về pháp luật. Thì hiện tại chúng ta đã có pháp luật sở hữu trí tuệ. Như vậy làm sao để thực thi những cái quy định này trong cuộc sống? Và vấn đề cuối cùng đó là về phía cục bản quyền tác giả và những cơ quan có liên quan. Thì chúng ta phải cùng nhau chung tay để xây dựng. Nếu chúng ta muốn có một cái môi trường nghiên cứu học thật sự là trong sạch, và cái điều này là mang lại những điều tốt nhất cho những nhà nghiên cứu, những nhà sinh viên thôi. Như vậy nếu chúng ta uốn nắn ngay từ đầu thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian hơn. Còn nếu mà chúng ta uốn nắn vào một cái thời điểm nó quá trễ rồi, thì như vậy sẽ rơi vào những cái trường hợp là người ta vô tình xâm phạm, và lúc đó không còn thời gian để những sinh viên này có thể quay lại những bước đường như ban đầu. Và chúng ta thấy rằng nó sẽ gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người. Thì vì những lý do như thế chúng ta phải làm thôi, chứ chúng ta không để trường hợp này xâm phạm xảy ra rồi những nạn nhân sẽ có những cái viễn cảnh hoặc là không mong muốn. Thì như vậy chúng ta sẽ cố gắng để thực hiện, và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể thực hiện được. Dạ, em cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết dành cho các bạn sinh viên với góc độ là một công dân đang tiếp cận với các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ hàng ngày, cũng như là một cái góc độ của người là nhà nghiên cứu trong hiện tại và trong tương lai. Thông qua những cái chia sẻ rất là tâm huyết, những cái góc nhìn rất là cụ thể, trực quan và gắn với thực tiễn từ phía thầy Cường cũng như là thầy Vinh, thì Ngọc Mai tin chắc rằng các bạn sinh viên cũng đã thu nhận được những cái kiến thức rất là bổ ích và hữu dụng cho mình trong tương lai về vấn đề sở hữu trí tuệ trong giáo dục. Chúng ta đã có một cái khoảng thời gian trò chuyện chia sẻ với nhau rất là thẳng thắn, cụ thể và đa dạng thông tin, thì buổi tọa đàm của chúng ta cũng đã kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình thì MC xin được phép gửi lời cảm ơn đến sự tham gia của thầy Cường cũng như là thầy Vinh đối với chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên đề về luật sở hữu trí tuệ sắp tới, để mỗi một bạn sinh viên có những hiểu biết đúng đắn và từ đó có những hành động chính xác hơn để thực thi pháp luật và hành động bảo vệ cho cái sự phát triển của khoa học nói chung. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.